Là kính bạch sư cho con hỏi ý nghĩa của bài kinh đầu tiên video vấn đáp là gì? Đó là bài đảnh lễ Tam Bảo. Đầu tiên là đảnh lễ Đức Thế Tôn, sau đó tán dương oai đức của Tam Bảo bằng ba bài Itibiso, Sakkato và Sipatibanno. Đó là bài tán dương Tam Bảo ha.